Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Vụ việc ở sân bay, đừng dài dòng. Quản lý kém thì phải thay người. Thưa quý vị, ngoài việc phải làm rõ các vấn đề liên quan đến nhà xe TCP để xảy ra những lộn xộn mất mỹ quan, kém văn minh khu vực đón trả khách bằng taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất là do bộ phận quản lý giao thông mặt đất yếu kém. Ngoài những gì xảy ra tại khu vực đón trả khách bằng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất mà báo người lao động liên tục phản ánh trong những ngày qua, cho thấy sự quản lý yếu kém của bộ phận giao thông mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Những nhếch nhác kém văn minh đấy làm xấu hình ảnh của Việt Nam chúng ta. Vì đây là một sân bay quốc tế lớn, hàng đầu cả nước. Các nước nhìn vào và sẽ nghĩ như thế nào về cách ứng xử và quản lý như vậy? Ở đây cần phải khẳng định, sân bay là hạ tầng phục vụ người dân, là bến bãi, vận tải công cộng, không phải của riêng ai. Dù kinh doanh bến bãi, khi các hãng phải trả phí để vào bãi đậu, thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần phải đặt mục tiêu phục vụ người dân lên hàng đầu. Ngay cả việc phân làn đón taxi thời gian qua cũng không hợp lý, khi buộc hành khách muốn đón ô tô công nghệ phải lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, rất bất tiện. Theo tôi, để xảy ra những lộn xộn mất mỹ quan, kém văn minh, khu vực đón trả khách bằng taxi của sân bay là do bộ phận quản lý giao thông mặt đất yếu kém và cần phải quy trách nhiệm của người quản lý. Kế đến, nếu trong thời gian ngắn không đưa ra được kế hoạch khả thi cho việc xử lý triệt để toàn bộ vấn đề thì nên thay người quản lý. Thậm chí nếu có lợi ích nhóm thì sau khi thay đổi người, chắc chắn sẽ lộ ra nhiều chuyện cần xử lý. Quan trọng là thay đổi cách quản lý tốt sẽ không xảy ra những nhành xấu. Ở các nước, trong sân bay khu vực dành cho taxi thường chia thành hai khu. Một bến là taxi thường dành cho tất cả các loại xe taxi và một bến là xe đưa đón cao cấp của các hãng taxi và xe công nghệ. Tuy giá cao hơn nhưng không mất thời gian chờ đợi và lần lượt từng xe đến đón theo thứ tự. Hành khách cũng không quan tâm hãng xe nào, cứ lần lượt lên xe, trả tiền theo đồng hồ. Sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng và các sân bay khác nói chung cũng nên áp dụng theo mô hình trên. Theo đó, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có thể chia ra hai khu vực, một dành cho taxi thường và một dành cho ô tô cao cấp hơn, là xe công nghệ, taxi hạng sang. Tất cả các hãng xe công nghệ buộc phải ký hợp đồng dài hạn với phí sân bay giống nhau mới được vào đón khách trong sân bay. Khi đó, hành khách tạo dựng thói quen xếp hàng văn minh, xe đón khách cũng phải xếp hàng nếu muốn vào sân bay đón khách. Điều này sẽ thanh lọc hết tệ nạn cò, treo kéo khách, taxi rù và những bất cập trong đưa đón khách. Đã đến lúc không nên dài dòng mà phải quyết tâm làm rõ nguyên nhân gốc rễ và thay người quản lý kém. Những chiêu trò lừa đảo táo tợn. Thưa quý vị, nhiều kẻ kiếm được khoản tiền kếch xù nhờ bày trò lừa đảo ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, thuê khuôn viên trụ sở công an hay dàn cảnh đánh ghen, tống tiền người yêu. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trả hồ sơ vụ án Phạm Văn Hiếu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phạm Anh Hiếu và chị Phạm Ngọc Anh Thư là bạn bè. Hiếu tự xưng làm việc tại Thanh tra quận 3 nên biết nhiều cán bộ công tác ở quận cũng như các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, Hiếu dễ dàng lừa tiền bạn bè. Tháng 8 năm 2019, Phạm Văn Hiếu nói với chị Thư rằng công an quận 3 có chủ trương cho thuê một phần diện tích khuôn viên trụ sở làm chỗ đặt bảng quảng cáo ngoài trời. Hiếu hứa hẹn giúp đặt bảng quảng cáo trong khuôn viên công an quận 3 nếu chị Thư chịu bỏ chi phí 68.000 đô la Mỹ. Nghe vậy, chị Thư tin tưởng và đồng ý chi tiền. Tối 25 tháng 9 năm 2019, Hiếu đưa hợp đồng tư vấn có nội dung thực hiện dịch vụ pháp lý, hoàn thành việc bổ sung bảng quảng cáo thương mại và quy hoạch địa điểm quảng cáo trên địa bàn quận 3, xin giấy phép xây dựng bảng quảng cáo, làm việc với bên cho thuê đất, xin cấp phép nội dung quảng cáo. Sau khi xem hợp đồng, chị Thư ký tên và thanh toán trước 50.000 đô. Hôm sau, Hiếu viết giấy xác nhận số tiền trên rồi chụp hình gửi chị Thư qua ứng dụng Viber. Từ đó trở đi, Hiếu tìm mọi cách tránh mặt chị Thư. Nhiều lần điện thoại nhưng không thể liên lạc, chị Thư cất công đi tìm đến tận nơi ở, nơi làm việc của Hiếu nhưng gã vẫn biệt vô âm tín. Nghi ngờ mình bị lừa, bị hại tìm hiểu thông tin và ngỡ ngàng khi phát hiện công an quận 3 chưa hề có chủ trương như Hiếu tung tin. Dù không xuất hiện nhưng Hiếu nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa gia đình chị Thư. Không chịu nổi, bị hại làm đơn tố cáo đến công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 7 năm 2020, Hiếu ra đầu thú. Trước khi vướng vào vòng lao lý, kẻ lừa đảo này từng làm việc tại phòng tư pháp Ủy ban nhân dân quận 1, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, phòng văn hóa thông tin quận 3. Từ năm 2017 đến cuối tháng 12 năm 2019,
Hiếu làm việc tại Thanh tra quận 3. Chớ trêu hơn, có nạn nhân vừa mất tiền, vừa mất danh dự vì gặp chúng những đối tượng táo tợn. Giữa năm 2020, Nguyễn Dạ Thảo bắt đầu tham gia khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy do ông Trần Quốc Phúc giảng dạy. Trong quá trình học tập, trò với thầy nảy sinh tình cảm yêu đương. Viện cớ cần vốn kinh doanh, Thảo vay bạn trai và người trợ giảng lớp học, mỗi người 350 triệu đồng. Không lâu sau, phát hiện thầy giáo kiêm bạn trai đã lập gia đình nên Thảo né tránh. Nhận thấy khóa học không mang lại hiệu quả, rồi nghĩ tới việc không có tiền trả nợ, Thảo nảy sinh ý định bày trò đánh ghen, uy hiếp ông Phúc đưa tiền. Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Thảo tâm sự với bạn trai cũ là Phạm Hiếu Thành chuyện của ông Phúc rủ dê quan hệ tình dục. Kế đến, Thảo trình bày kịch bản đánh ghen tống tiền. Nghe xong, Phạm Hiếu Thành đồng ý rồi rủ thêm Trần Xuân Thành, Lê Mạnh Vũ giúp sức. Cả nhóm bắt đầu kế hoạch. Phạm Hiếu Thành vào vai chồng Thảo. Hai người còn lại có nhiệm vụ quay phim. Các đối tượng thống nhất địa điểm tiến hành kịch bản là nhà Thảo. Lấy cớ chúc mừng ngày 20 tháng 10, Thảo lừa hẹn ông Phúc tới nhà. Lúc này, ba đồng phạm đã ẩn náu, chờ sẵn. Khi nạn nhân vừa bước vào cửa, bọn chúng lao ra đánh ghen, quay phim. Cặp vợ chồng giả ép ông Phúc đưa 700 triệu đồng. Lo sợ bị đánh cũng như mất uy tín, danh dự nên ông Phúc chấp nhận mất tiền. Có 700 triệu đồng, Thảo chia cho ba đồng phạm 150 triệu đồng. Số còn lại, Thảo dùng mua nhẫn kim cương và cho người khác vay. Vì sợ bạn gái cũ có voi đòi tiên, tiếp tục tống tiền nên ông Phúc trình báo sự việc với công an. Trong quá trình điều tra, bốn đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đề nghị truy tố Nguyễn Dạ Thảo cùng ba đồng phạm tội danh cưỡng đoạt tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định thời gian cách ly trẻ em tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Theo nhận định của các chuyên gia y tế, các nhà khoa học, dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài để thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh. Trong đó có việc mở cửa trường học trở lại, đẩy học sinh các bậc học trên toàn quốc đi học trực tiếp. Thông báo nêu rõ, việc mở cửa trường học trở lại cần được chỉ đạo thống nhất, chi tiết, xuyên suốt trên toàn quốc. Việc có một lượng lớn học sinh, các bậc học đi học trở lại sẽ có thể phát sinh nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong thời gian tới. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, kiểm soát tốc độ lây nhiễm trong trường học, xử lý kịp thời các ca nhiễm, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly đối với trẻ em, học sinh bảo đảm phù hợp, khoa học. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh. Rà soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh là F1 đảm bảo phù hợp. Bên cạnh đó có ý kiến chính thức về việc học bán trú của học sinh để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cung cấp đầy đủ kịp thời cho cơ quan thông tấn báo chí những chi tiết cần thiết về công tác phòng chống dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức củng cố kiện toàn các phương thức dạy học trực tuyến qua truyền hình như một thành tố quan trọng trong thực hiện đổi mới giáo dục với mục đích lâu dài trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục việc thực hiện học bán trú để các địa phương thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Phối hợp với Bộ Y tế và ngành y theo dõi sức khỏe của trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin quy định và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về việc mở cửa trường học trở lại trên nguyên tắc thích ứng an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài. Cà Mau cấm cán bộ can thiệp xử lý vi phạm giao thông dưới mọi hình thức. Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 đã có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước. Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, mua bán lấn chiếm lòng lề đường còn diễn ra ở một số nơi. Cà Mau dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ còn phức tạp. Tai nạn giao thông có nguy cơ tăng trở lại do xã hội đang dần trở về bình thường sau thời gian thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt
vừa chỉ đạo các sở ban ngành địa phương thực hiện phương châm trật tự an toàn giao thông năm 2022 là trách nhiệm, kỷ cương, quyết liệt và hiệu quả. Trong đó, phương châm xử lý vi phạm của tỉnh là không nể nang, không có vùng cấm. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gọi chung là cán bộ, trong tỉnh thực hiện tốt việc nêu gương trong chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công tác xử lý vi phạm phải được công khai, đúng pháp luật, đúng người vi phạm, không phân biệt cán bộ hay người dân. Cán bộ tuyệt đối không can thiệp dưới mọi hình thức. Hoặc để xảy ra làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ. Trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn hoặc can thiệp vào việc xử lý của lực lượng chức năng, yêu cầu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị khi có cán bộ vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ. Chủ tịch Cà Mau cũng yêu cầu chủ tịch các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn và phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm tải trọng xe. Trong trường hợp cần thiết nhằm kiểm soát tốt công tác tải trọng xe trên địa bàn, chủ tịch các huyện, thành phố trao đổi trực tiếp với giám đốc công an tỉnh, giám đốc sở giao thông vận tải thay đổi hoặc luân chuyển địa bàn đối với cán bộ cảnh sát giao thông, thanh tra sở giao thông vận tải phụ trách địa bàn.